Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình có về được một lô Rolex. Chiếc đầu tiên thì mình quay sẽ gửi đến anh em, đó là một trong những chiếc Rolex đời mới, rất là trẻ trung và nó dành cho anh em nào mà thích cái màu của hy vọng một chút. Chiếc này thì sẽ có dial màu xanh blue, cũng là một trong những cái màu đồng hồ mà bán chạy nhất tại Việt Nam hiện tại. Mình về đợt này thì toàn là hàng full box và hàng date rất là mới. Như chiếc Rolex này thì nó sẽ có mã là 126234 và nó sẽ có date là ngày 26 tháng 6 năm 2019. Như bạn thấy ở đây là chiếc này thì mua tại store tại Singapore này, nó ghi rõ là Orchard Road này, đây là store của Rolex, và sẽ có chế độ bảo hành toàn cầu 5 năm, tức là chúng ta sẽ còn bảo hành đến 26 tháng 6 năm 2024, một cái mức bảo hành rất là dài để cho anh em có thể thoải mái và sử dụng. Chiếc này thì nó đã sử dụng cái bộ khóa mới, nó là 126234, cho nên là các bạn sẽ thấy là khóa của nó là khóa Oyster, và chúng ta sẽ có cái mặt dial là màu xanh blue cùng với đó là cọc kim. Đây phải được gọi là combo hoàn hảo của anh em nào mà thích sự trẻ trung. Với một chiếc Rolex thì nếu như mà cọc vạch thì chúng ta sẽ rất là dễ thấy, và hoặc là cọc La Mã thì sẽ khá là già, và thường là Rolex sẽ không có màu xanh áp dụng cái cọc La Mã nhiều. Còn đời mới này thì nó đã được làm với những cái màu sắc nó đẹp hơn khá là nhiều, và trên chiếc Rolex 126234 này thì như các bạn thấy ở đây, cái màu xanh của nó được làm rất là đẹp với cái vân trải tia sunray. Các bạn khi mà các bạn xoay cái mặt dial của nó theo các phía thì chúng ta sẽ thấy rõ điều đầu tiên, đó là cái cọc kim cương này của chúng ta thì nó sẽ bắt sáng rất là tốt. Thì thứ hai nữa là bộ kim cọc bằng vàng trắng của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn nó sáng sủa hơn rất là nhiều. Nếu như mà sử dụng thép thì chúng ta chắc chắn sẽ không nhìn được những cái hình ảnh như này. Và ngoài ra thì cái niềng benzen ở phía ngoài của chúng ta, hay chúng ta quen gọi niềng này niềng băm, thì với cái niềng này thì nó cũng bắt sáng cực kỳ tốt. Các bạn có thể thấy đây, đây là một niềng vàng trắng 18K, và với cái niềng vàng trắng này thì nó bắt sáng sẽ tốt hơn nhiều so với cái phần dây thép ở phía dưới. Các bạn có thể thấy rõ là bộ kim cọc vàng trắng kết hợp với cái cọc kim cương thì nó đem đến cho chúng ta một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời. Và chiếc Rolex 126234 size 36mm này thì sẽ phù hợp với anh em tay có tay từ khoảng 14.5 cm cho đến 17 cm, đeo là sẽ là đẹp. Nếu anh em tay mà to quá thì mình nghĩ là sẽ không nên đeo chiếc Rolex này, mà chúng ta sẽ phải chuyển sang là size 41. Mặt dial của chúng ta sẽ có dòng chữ Rolex Oyster Perpetual Datejust ở góc 12 giờ ngay phía dưới vương miện Rolex. Ở góc 3 giờ thì các bạn sẽ thấy ở đây đó là một cái lịch ngày với cái lúc cyclops ở phía trên kính của chúng ta, rất là dễ nhìn. Dưới góc 6 giờ thì các bạn sẽ thấy dòng chữ Superlative Chronometer Officially Certified, đây là chuẩn chính xác riêng của Rolex, cao hơn cả COSC của Thụy Sĩ. Và các bạn để ý ở dưới này thì chúng ta sẽ có dòng chữ Swiss Made, và giữa cái dòng chữ Swiss Made này thì sẽ xuất hiện một cái logo của Rolex, logo hình vuông miệng Rolex, và đây là một trong những cái design rất là mới trên dòng 126234 này, và các bạn có thể thấy rõ ràng nó khác biệt so với dòng cũ. Ở phía ngoài cùng này là một cái vòng mà chia outer rim, hay chúng ta còn gọi là vòng chia rõ, là nó chia rõ là 60 phút, và mỗi 5 phút thì chúng ta sẽ thấy cái vạch nó đậm hơn một chút để chúng ta có thể dễ dàng phân biệt. Kim phút của các bạn sẽ kéo dài đến gần cái vòng này, và như vậy là chúng ta sẽ rất là dễ để có thể nhìn thấy. Ở phía trong này thì các bạn sẽ thấy ngay ở đây chúng ta có cái niềng chạy chữ, và đây là niềng từ 6 số trở lên thì chúng ta sẽ có niềng chạy chữ và serial number của nó ở phía dưới này. Đi kèm với nó là một sợi dây Jubilee, và sợi dây Jubilee này được làm từ thép 904. Đây là một trong những cái chất thép mà Rolex đã sử dụng từ trước đến giờ trên các dòng sản phẩm của mình, nó rất là tốt. Khóa của chúng ta đi kèm là khóa Oyster, một cái khóa Oyster như các bạn thấy ở đây, là nó sẽ kết hợp rất là đẹp với cái sợi dây Jubilee này, nó đem đến cho chúng ta một cái vẻ trẻ trung hơn so với cái sợi dây đời cũ. Tuy nhiên một vài người người ta sẽ thấy là với cái khóa này thì nó sẽ chóng xước hơn. Tuy nhiên là với mình thì cái khóa này thì nó khi mà chúng ta đeo thì chúng ta sẽ trẻ hơn là so với đeo cái khóa Jubilee hồi xưa. Khóa Jubilee hồi xưa thì nó hơi yếu một chút, và cái khóa này nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó sẽ giúp cho chúng ta dễ nhìn hơn. Chiếc Rolex 126234 này thì đã sử dụng máy Rolex đời mới, đó là Rolex in-house caliber 3235. Mẫu này thì sẽ có 31 chân kính, có 70 giờ tích cót, và các bạn sẽ có 28.800 tần số động. Và đây là tất cả những cái thông số mà các bạn cần ở một chiếc Rolex mà các bạn có thể sử dụng hàng chục năm. Đó.
Rolex thì rất là bền bỉ và các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Mẫu này thì như các bạn thấy là nó còn bảo hành tới 2024 và đây là một cái hạn bảo hành rất là dài. Và chiếc này thì bên mình bán với giá 9.000 9.500, đây là một cái mức giá rất là tốt nếu mà so với giá mới mà các bạn mua mà có cọc kim như vậy thì nó sẽ vào khoảng tầm 11.000 hơn 11.000 gì đó. Thì với cái mức giá đó thì các bạn mua nó sẽ đắt hơn khá nhiều. Chiếc này của mình mới có tháng 6 năm 2019, tức là mới sử dụng được khoảng 5 tháng thì các bạn đã tiết kiệm được khá khá nhiều, hơn 1.000 đô, gần 2.000, thì đây là một cái mức tiết kiệm rất là tốt. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này, anh em có thể qua bên mình để thử vào trên tay. Và đây là một trong những chiếc trong lô Rolex vừa mới về của bên mình. Trong mấy ngày tới thì mình sẽ update thêm các mẫu Rolex khác. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.